Xin chào các bạn, mình tên là Trần Hà Phương, năm nay mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình 4 mùa quanh ta. Các bạn thân mến, đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta có 4 mùa, xuân, hạ, thu và đông. Đúng không nào? Mỗi mùa có một vẻ đẹp riêng của mình. Riêng mình thì thích nhất là mùa hè, vì ánh nắng thì chói chang, bầu trời tươi đẹp và mình còn được đi chơi khắp mọi nơi như Đắk Lắk, Phú Quốc, Nha Trang và các nơi khác nữa. Đặc biệt vì có cả ngày sinh nhật của mình nữa đấy. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích mùa gì? Hãy kể cho tớ nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.